đầu thì sao? Xuất phát từ đường phố là vì vậy luôn cố gắng đọc sách và ngoại giao, luôn cảm thông và đồng cảm với những có hoàn cảnh khó khăn tương tự. Anh lo chinh phục và mở rộng đường tưởng quên mất mà không phải tương tự.